Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một miếng đất có diện tích là 468 m² nha, đất trồng cây lâu năm nha tất cả anh chị. Thì với mặt tiền ngang là 17 m, chạy dài vô là 25,3, nở hậu là 20 m nha tất cả anh chị. Mặt tiền lộ nhựa nha, xe hơi siêu lịch 16 chỗ, xe tải 3,5 tấn là Vivu nha, vô đất có chỗ quay đầu luôn nha tất cả anh chị. Xung quanh dân cư hiện hữu rất là đông đúc luôn nha tất cả anh chị. Thì một tí nữa em sẽ quét lên công ảnh cho các anh chị xem cái hình dạng lô đất, và cũng như em sẽ kiểm tra quy hoạch cho các anh chị xem nha. Đất này hiện tại là đất trồng cây lâu năm. Thì em kiểm tra quy hoạch thì thấy khu vực này cho chuyển phun thổ nha tất cả anh chị. Khu vực này là khu vực dân cư nha, cho chuyển phun hồng luôn. Thì với mặt tiền ngang là 17 m, chạy dài vô 25,3 m, nở hậu là 20 m. Đây là một sản phẩm thích hợp cho các anh chị làm nhà vườn để ở, hoặc là làm xe cất nhà trọ nha, làm nơi cái nhà trọ mình xây lên để cho thuê phòng là ok luôn nha tất cả anh chị. Vì cái vị trí lô đất cách khu công nghiệp Hòa Bình chỉ có 1 km thôi nha tất cả anh chị, cho nên mình xây các nhà trọ là ok luôn á, bao VIP dân cư bao luôn nha tất cả anh chị. Khu vực này là dân cư hiện hữu xưa giờ luôn nha, cách khu công nghiệp Hòa Bình chỉ có 1 km thôi nha tất cả anh chị, cách DT818 là 800 m nha, cách thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là 3,5 km, cách dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An khoảng 7 km nha. Các anh chị khu vực Tân An về tới đất là cũng rất là gần nha. Còn đối với các anh chị ngay khu vực cầu Bến Lức á, từ cầu Bến Lức các anh chị về tầm khoảng 8 km nha các anh chị. Còn các anh chị đối với khu vực Nguyễn Văn Linh, từ Nguyễn Văn Linh các anh chị về chạng chạng cỡ 22 km nha. Từ Sài Gòn các anh chị về rất là gần luôn, về tới ngã ba Bình Ảnh đó nha, hoặc là các anh chị chạy vào đường DT88 tới ngã ba Bình Ảnh là các anh chị vào đất khoảng 2 cây nữa nha các anh chị. Em xin nhắc lại nha, đối với sản phẩm này thích hợp cho các anh chị làm xây cất nhà nè, hoặc là xây nhà trọ, nhất định là xây nhà trọ là bao VIP luôn nha, vì cách khu công nghiệp Hòa Bình chỉ có 1 km thôi nha. Hàng này là bao chuẩn bao VIP luôn nha các anh chị. Với mặt tiền ngang 17 m, chạy dài vô là 25,3 m nha. Đất hiện tại là đất trồng cây lâu năm nha các anh chị. Mình về mình xây các nhà trọ là bao VIP luôn, bao ok luôn nha. Khu vực này các anh chị nhìn nha, dân cư rất là đông đúc luôn, xe tải nha, xe du lịch 16 chỗ là Vivu luôn. Rồi, em sẽ không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha tất cả anh chị. Lô đất này thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với tổng diện tích là 468 m², đất trồng cây lâu năm, bao VIP bao chuyển thổ luôn nha. Đất này phun hồng nha tất cả anh chị, ngang là 17 m nè, chạy dài vô là 25,3 m, nợ hậu là 20 m, và giá bán chính chủ là 1,5 tỷ hết đất nha tất cả anh chị, 1,5 tỷ hết đất nha, giá cực kỳ VIP nha, giá đầu tư luôn nha, nó dành cho các anh chị về mình mua để xây các nhà trọ là ok luôn. Em xin nhắc lại nha, cách lộ DT88 tầm khoảng 800 m thôi nha các anh chị. Từ vị trí lô đất ra tới lộ đan mé ngoài chỉ có 400 m thôi, cái nhà đầu đường mé ngoài á, đó là lộ đan cách 40 m, cách trung tâm Thủ Thừa, chợ Thủ Thừa tầm khoảng 3,5 km nha các anh chị, cách dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An, các anh chị khu vực Tân An về khoảng 7 km nha, ngay chỗ cầu Bến Lức tầm khoảng 8 km, Sài Gòn, Nguyễn Văn Linh thì tầm khoảng 22 km. Thì tùy theo vị trí của các anh chị, tùy theo cái nơi các anh chị sống mà sẽ có một cái khoảng cách, cũng như là vị trí, cũng như là con đường đi khác nhau nha. Thì em báo các mốc giáp ranh thôi,
như dòng xe phần 5 về thì 7 cây, các anh chị khu vực Tân An á, chạy về á, rất là gần nha. Dân cư thì đông đúc nha, dân cư hiện hữu rất là đông đúc nha. Đây là mé ngoài lậu đan nha các anh chị, cách lậu đan mé ngoài là 40m nha, bên trong là lậu nhựa nha các anh chị, lối đi chung nha. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Em quét lên không ảnh cho các anh chị xem, hiểu rõ được cái hình dạng để khi mình xem mình có thể quyết định nè, đầu tư nhanh gọn lẹ luôn nha các anh chị. Ngang là 17m nè, chạy dài vô là 25,3, nở hậu là 20 nha các anh chị. Tổng diện tích là 468m², đất cây lâu năm nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là hướng đông bắc, hướng của lô đất nha, hướng quay ra cái lộ nhựa là hướng đông bắc. Mình có thể xây các nhà trọ nè, xây nhà vườn mà quay về hướng đông bắc nha. Các chị nào đang tìm kiếm một sản phẩm bất động sản để đầu tư nè, để xây nhà trọ cần vào hướng đông bắc luôn thì không còn sản phẩm nào khác nha. Đây là một sản phẩm dành cho các chị luôn nha. Cách khu công nghiệp chỉ có 1 km thôi, khu công nghiệp Hòa Bình nha các anh chị. Các anh chị có thể lên Google, các anh chị gõ Google Maps, các anh chị có thể gõ khu công nghiệp Hòa Bình, các anh chị xem là các anh chị có thể thấy rõ nha. Thì trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất, là cái sổ hồi xưa nha. Hồi xưa là 500m² lận, đã tách ra còn là 468m² nha. Đất này có hai sổ nha các anh chị. Hiện tại là chỉ có 468m² nha, trước kia là mặt tiền nó lên đến 22,8 gần 23m, đã cắt ra một sổ rồi. Nói chung thì còn lại là 17m nha. Đây là sổ cũ. Mình kiểm tra quy hoạch cho anh chị nhìn thấy phun hồng là đất cho chuyển thổ cư nha các anh chị. Khu vực này không hề dính quy hoạch nha, dân cư đông đúc nha các anh chị. Đây là vị trí lô đất nha. Ở mé bên ngoài đầu đường đó là cái lậu đan nha, cách khoảng 400m thôi nha các anh chị. Các anh chị có thể nhìn rõ nha, xung quanh dân cư rất là đông đúc luôn. Thì từ Sài Gòn các anh chị về nha, ngay chỗ Nguyễn Linh các anh chị về là khoảng 22km nha. Mình về tới ngã ba Bình Ảnh nha các anh chị, ngã ba Bình Ảnh mình vô cũng được nha, cách ngã ba Bình Ảnh khoảng 2km. Thì các anh chị muốn anh nào muốn xem đất thì cứ alo anh em nha, để em sắp xếp thời gian anh chị xem. Còn muốn gặp chính chủ thì chỉ gặp chính chủ thì em sẽ alo anh chị gặp chính chủ nha. Những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha các anh chị. Ai đứng tên đất nè, ai có quyền quyết định về giao dịch về thửa đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha. Đây là một cái hàng, một sản phẩm để đầu tư nè, để xây các nhà vườn hoặc là đặc biệt là xây các nhà trọ nha, bao VIP luôn nha các anh chị. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng nè, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ qua bên em sẽ tìm kiếm cũng như đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho các anh chị luôn nha. Và bên em còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản luôn nha các anh chị. Thì các chị nào muốn tìm hiểu về thị trường bất động sản theo khu vực cũng như là muốn xem đất thực tế thì cứ alo anh em sẽ sắp xếp thời gian cho các anh chị xem đất nha, để tìm ra những cái sản phẩm bất động sản phù hợp với mình cũng như là theo mong muốn của các anh chị nha. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha các anh chị, trước video đều có mã số video hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha các anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh, đăng ký toàn bộ là miễn phí nha các anh chị. Và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ý. Chúc cho các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả các anh chị.